Xin chào các bác. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là dây gắm. Đây, thì trên tay em đang cầm là dây gắm đây. Mùi rất là thơm các bạn và có rất nhiều vân. Rất nhiều vân như này các bác nhé. Bên em thì có cung cấp dây gắm rồi các đặc sản núi rừng như là nấm linh chi, nấm lim xanh, rồi câu kỳ tử, rồi táo đỏ, ba kích, sâm cau, nấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc, nhục thung dung. Đấy. Các đồ ngâm rượu và các vị thuốc, các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác cần thì cứ liên hệ hoặc kết bạn Zalo em. Thì bây giờ em xin giới thiệu về cái dây gắm này và cái công dụng cũng như cái tác dụng của nó. Thì dây gắm là cây thuốc quý từ núi rừng và có tác dụng điều trị rất tốt cho những người mắc bệnh gút và bệnh đau nhức xương khớp. Thì tên khác thì dây gắm còn nó gọi là dây sót hay là dây mấu, dây gắm nót và cây vương tôn. Về hình dáng thì dây neo mọc cao và thân dài từ 10 đến 12 mét. Thân thì phình to và thân to và phình lên ở các đốt. Quả thì có cuống ngắn, bóng, mặt ngoài phủ một lớp sáp và khi chín có màu vàng. Hạt to và cây ra hoa vào tháng 6 đến tháng 8. Thì bộ phận dùng thì là rễ và dây đều dùng làm thuốc. Đây là cái dây các bác nhé. Còn hạt thì ăn được và dầu hạt dùng xoa bóp để điều trị phong tê thấp. Thì lơi sống và thu hái thì cây mọc hoang ở vùng núi cao và đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Cây thân dây quấn vào các cây rừng và mọc lên rất cao. Rễ và dây rửa sạch, thái mỏng, phơi khô và làm vị thuốc điều trị xương khớp và hỗ trợ cho các bệnh nhân bệnh gút rất là tốt. Về cái tính vị thì dây gắm có vị đắng và tính bình, có tác dụng ở khu phong và trừ thấp, thư cân hoạt huyết và giải độc tiêu viêm sát trùng. Về công dụng của dây gắm thì tác dụng là hạ axit uric trong máu và giảm đau, giảm sưng ở cả hai nhóm bệnh gút mãn và gút cấp. Và tác dụng thứ hai là hỗ trợ điều trị bệnh thấp khớp, đau nhức xương khớp. Rễ gắm còn được dùng điều trị kinh nguyệt không đều và lá gắm giã đắp để điều trị bệnh giãn cắn. Còn rễ và thân cây gắm thì thường dùng làm thuốc giảm đau và điều trị phong tê thấp, dùng trong trường hợp sản hậu mòn và giải các chất độc. Dây gắm còn được dùng làm thuốc điều trị sốt và sốt rét. Về các đối tượng sử dụng thì người mắc bệnh gút mãn tính và cấp tính và người có lượng axit uric trong máu cao, người già bị đau nhức xương khớp và chân tay tê mỏi và người bệnh bị thấp khớp, người bị rắn cắn và người bị sốt rét và phụ nữ sau khi sinh. Cách dùng dây gắm thì nhiều dùng để điều trị gút và đau nhức xương khớp thì nhiều dùng một ngày mình có thể dùng 20 g đến 30 g. Nếu mà nặng thì mình có thể dùng lên 4 đến 50 gram dưới dạng thuốc sắc hay ngâm rượu. Nếu dùng sắc lấy nước uống thì các bác có thể là đun rất là kỹ các bạn, đun khoảng tầm 40 phút, 4 đến 50 phút để cái chất nó ngấm ra được cái nước của mình, xong rồi mình chắt lấy nước mình uống trong ngày thì tỷ lệ mình đổ khoảng 2 lít nước thì đun 2 đến hơn 2 lít nước ít. Xong rồi mình đun sôi khoảng 40 phút, xong rồi các bác để nguội xong chắt nước ấy ra, mình có thể đóng chai bỏ tủ lạnh uống trong ngày. Hai là mình có thể ngâm rượu thì cái tỷ lệ ngâm rượu 1 kg cái dây gắm thì mình ngâm mấy cả 3 đến 4 lít rượu và rượu 40 độ và sau 1 tháng mình có thể sử dụng được. Mỗi bữa mình dùng 1 đến 2 ly nhỏ các bác nhé. Thì bên em có cung cấp đủ các đồ núi rừng như nấm lim xanh, nấm linh chi, rồi các đồ ngâm rượu, cây an xoa, cây sả đen, mật rễ, mật nhân, chuối hột, táo mèo,
Các bác có nhu cầu thì có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp để em tư vấn nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe.